mà không biết là lần này thì để tri ân như thế nào đây. Bây giờ đánh thẳng vào trong khu vực ngách này, Blamef có một Blamef có đổi và Mantu kịp thời đổi một mà thôi. Đúng là Zimmer tay vẫn rất to đến từ cá nhân của Blamef, và đã cần thêm cả những sự backup trở lại rồi. Một khẩu USP bắn ở tầm gần thì rõ ràng là không bị ổn chút nào cả, nhưng Nico vẫn có được cái đầu Zipek và nó là tất cả gì Nico béo có thể làm được. Trong lúc đó, Nessa và Vaudi đã backup trở lại rồi, nhưng Vaudi ơi, bắn thế này thì không ổn một chút nào cả. Một mình Nessa sẽ phải làm nốt với 3 player còn lại tới từ Astralis, và chiến thắng 1-0 đang thực sự đến rất gần với cả những ngôi sao đỏ rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn Nexa bắn Ancient thì anh nghĩ có tổng cộng là 22 frag lúc tất cả các thành viên G2 chưa có nổi đầu 10, chưa chạm nổi đầu hai con số. Bây giờ thì Nexa làm đôi người cuối cùng của Astralis. Ồ, đây là cái tên Blamef. Một cuộc đối đầu giữa hai người đều có kinh nghiệm trong khả năng ôn tim, đồng nghĩa việc xử lý họ là vô cùng quái. Blamef bỏ ra và Nexa làm ba. Một vé và clutch đến từ in-game leader mới của các thành viên bên phía OG. Thua là xứng đáng. Bắn thế này thì không thở được. Bây giờ thì đang có tình huống móc máy, và nếu móc nhanh hơn thì hoàn toàn có thể chiến thắng được. Nhưng bây giờ Nessa đã bị bắt thì rõ ràng là mọi chuyện đã bắt đầu bị bại lộ rồi. Nico đẩy lên, rất tranh thủ trong khoảng thời gian Blamef phải thay lại, và bắt đầu có mạng rồi. Nico có chuẩn bị cho cái double kill. Chiến thắng của Astralis nó đang bị lung lay dữ dội, nhưng Config móc máy, Lucky bắt được Flamzy. Vaudi không hề ngờ tới điều này, và chưa cần tới Config móc thì Vaudi cũng đã chính thức phải xuống lỗ. Nico còn lại cho mình đó là 19 HP, không thể nào phải chiến thắng trong trận đấu này. Hai đều sẽ là tỷ số sau trận đấu này kết thúc. Ồ, tham mình Config bỏ qua thì Vaudi không biết, nhưng đồng đội của anh chàng Config ở đằng sau thì cũng không ăn thua. Rất may mà là Vaudi chỉ đủ được một mà thôi. Nico béo đã lộ rồi, nhưng hạ gục điền Config thành công. Còn đó là cái tên Lucky trả một quả flash ra làm đối phương mù giặt cùng flash luôn. Lucky bắn trượt, Nico béo làm đôi, quẩy khu vực bom xe quái đến từ anh chàng này, và chắc chắn Astralis không thể đặt được quả bom, phải đi xếp. Đó là một sự lựa chọn hợp lý đến từ Lucky để giữ lại khẩu ốp trên tay của mình. Và Blamef bớ được ai thì bớ thôi, còn không thì kết quả cũng không thay đổi. 3 đều dành cho cả đôi bên. Và khẩu ốp solo A, chiến thuật này thì cũng có thể hiểu được thôi. Hiện tại đang đứng trong khu vực tempo và sẽ có những đường để chạy nếu như đối phương có quyết định lao vào nhanh. Hai mạng cho vị trí của chàng Mantu, một quả lửa đã vào, nhưng Mantu ở đây anh ta không thể nào sống sót nổi, và người chiến thắng cho pha đầu xuống rồi. Đó là vị trí của chàng Lucky. Bây giờ thì đội của Astralis muốn chảy cối vào A đến chết. Có lẽ là Lucky sẽ chủ động là kéo ốp để pick người chăng? Vẫn sợ là có một cái tên móc từ đằng sau và vào đi. Bắn xuyên bốc mạ cùng điểm Blamef thành công. Không biết là thông tin ở đâu ra, có thể được đã báo. Lucky bắn trượt viên ốp này, coi như mọi chuyện đã là chấm dứt hoàn toàn. Bắt đầu muốn lao vào khu vực bom sai B rồi. Và Nico cũng sẽ cần phải cẩn thận vì anh ta có thể bị bắn bất cứ lúc nào. Nhưng Flamzy ở đây đang làm rất tốt nhiệm vụ của anh ấy. Nessa đã hạ của Blamef thành công. Và kế hoạch của Astralis nó gần như đã bị phá sản hoàn toàn. Một mình vị trí Lucky không thể làm gì được. Nhưng mà dù sao thì OG Esports họ vẫn đang có được một chút lợi thế với tỷ số là 7-6, mặc dù rất mong manh. Và rớt B cũng không có quá là nhiều tiền. Vâng, quyết định sẽ rớt tặng vào bóng sai B luôn. Và Nessa ở đây là một vị trí vô cùng quan trọng. Một mạng, hai mạng Nessa. Flamzy đã lên tiếng, triple kill Nessa, quadra kill cho Nessa. 8-6 dành cho OG Esports. Map thi đấu Ancient gần như là một map không thể rớt, vì về cơ bản tham minh của City Side bao giờ cũng lợi hơn bên phía T. Nơi duy nhất có một tham minh T Side đến nhanh hơn là cửa chính ở khu vực bom sai B. Chiếm thành công được khu vực đó là bom sai B, đặt được quả bom này xuống. Và lượng tiền của OG Esports lúc này họ đang là rất nhiều, họ cũng sẽ rất thoải mái. Config hy sinh và khả năng chiến thắng của Astralis nó đang nhỏ đi. 2v3, nhưng bên phía OG đang có những người yếu máu rồi. Xin một flash đẩy ra, Zipback làm đôi và đưa tình huống về là 1v1. Lại một lần nữa là Blamef và Nexa, nhưng Nexa lần này bất lợi hơn rất nhiều, lộ quá nhiều thông tin. Và Nexa vẫn là người giành chiến thắng trong tình huống này, khi mà Blamef là cái tên yếu máu hơn. Nhưng phải công nhận là Nexa có thể là côn tim nhiều lúc chúng ta cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng tay thì là rất to. Vào đi cũng làm điều tương tự, vả mặt ngay Lucky, vả mặt thêm cả Zipback. Có đoán là thêm được một người nữa hay không đây? Flamzy hạ cùng với thêm một người rồi. Blamef trong sao làm được cái double kill, triple kill dành cho cái tên Blamef. Flamzy đã lộ thông tin của mình ra, Blamef cần có thêm mạng, Blamef không thể làm được điều đó. Và cả Flamzy và Nexa kết thúc round thi đấu Piston với chiến thắng dành cho OG Esports. Nó sẽ là ra của thêm một chút xíu. Blamef anh ta đã có một góc thi đấu đẹp, mặc dù quả lửa liếm vào, và ở đây thì cần hai quả lửa mới có thể clear được xong Chiro cơ.
Và đây là một round thi đấu mà Astralis họ cũng chưa có bất kỳ một ôm nào cả. Lao ra bắt nhau khoảng ra sớm. Và vẫn là một chiến thuật Nico go kill từ vị trí OG Esports. Flame gì cũng đã tỏa sáng. Và người tiếp theo là phải được tố xe lại đây. Flame thì sống sót và đó là vị trí của chàng Lucky. Lao ra bắt nhau liên tục. Và bây giờ thì các thành viên tới từ team Astralis họ đã phải trả giá với việc bom sẽ A clear hoàn toàn. OG2, đây là OG2. Tactic không khác gì Nico go kill. Mặc dù Nico này thì bản cũng Lazada Shopee thôi, nhưng mà vẫn hiệu quả. Khi bạn thắng thì chiến thuật nào cũng đúng. Zamit làm được cho mình hai cái mặt. Và thậm chí Nico còn đục yếu được luôn một người trong khu vực kép. Flame F từ nãy giờ đứng kép đang là vô cùng tốt, thì game sẽ tiếp tục một đứng ở khu vực kép này. Tuy nhiên để có thể clear được hoàn toàn kép thì sẽ cần hai quả lửa để vào hai góc. Và lúc đó thì vị trí Flame F mới vào thấy khó được. Trong một diễn biến khác thì Nexa lại vào mặt được con Fix ở khu vực Sniper Net. Và Bombsite chỉ có một mình cái tên Glaive mà thôi. Đồng đội đang bách về những Glaive sai thăm mình. Có lẽ là nên đi xếp đến từ Astralis. Đối phương chưa đặt bom thì họ vẫn còn đang cố gắng. Bây giờ đã xác định được C4 sẽ đặt rồi. Lucky hạ gục được vào đi thành công. Lucky làm đôi ba mạng gục dành cho cái tên Lucky. Đây rồi, Lucky đã lên tiếng với khẩu M4S trong tay và cơ hội lại được mở ra dành cho đội của team Astralis. Nexa cũng đã yếu máu rồi, Lucky đang thu hút sự chú ý để đồng đội có thể phạm vi xử lý. Nhưng cả hai cái tên còn lại của Astralis đang bị kẹt xin bắt đi được một người. Và bây giờ tình huống này, Playmap là người clutch thành công 1v1. Lucky go kill, Astralis cũng có một chiến thuật của riêng mình và 8-13 là tỷ số có được của họ. Nhưng với việc để mất đi cả 4 súng thì round thi đấu sau vẫn sẽ là một Kira. Ít nhất thì họ đã giành chiến thắng. Và để chúng ta cùng xem lại cái highlight của Lucky. Lucky đã thể hiện một bộ mặt rất khác so với những khoảng thời gian gần đây. Và cũng có thể thấy rằng là cái khẩu rifle trong tay của Lucky thì cũng đã thể là vô cùng tốt. Từ nãy đến giờ chúng ta thấy rằng đó là việc label solo A nó không mang lại quá nhiều hiệu quả. Ý đồ đã lộ rồi, Flame gì lao lên và label chết chay. À chính xác là anh ta chết, nhưng quả lửa anh ta đã trả ra trước đó thì cũng đã cấu đi một mạng của Flame gì. Quá nhiều flash được trả ra, Sipex muốn đẩy ra cường kill, Sipex có một lượt, còn Sipex cũng có thêm cho mình một mạng nữa, không thể nào làm đôi. Liên tiếp là những tình huống đổi mạng đến từ cả đôi bên, nhưng nhìn chung thì Astralis đang là đội tuyển có lợi hơn. Khi OG Sport một người thì đã rất yếu máu và C4 của họ thì vẫn chưa được đặt. Họ sẽ phải dần dần lùi ngược trở về khu vực bom side B, nhưng Blamef có vẻ như đã đoán ra được điều này. Anh ta sẽ giữ lại hoàn toàn trục mid đồ dành cho đội hình của Astralis. Blamef đang chờ sẵn. Và Nesa, anh ta cũng đã có góc hướng vào vị trí của Blamef, nhưng rất tiếc đó là Blamef vẫn đang bắn chính vị trí của Mantu ôm trả một quả smoke. Tuy nhiên thì nó lại lộ ra quá nhiều cái khe và Mantu lao vào chiến thắng và cho vị trí của OG Sport. Thậm chí nếu nói một cách thẳng thắn thì đội hình các miền Astralis bắn T sai tôi thấy còn nét hơn. Flash trả vào mù trắng xóa mù cả địch lẫn ta. Lucky vẫn đang quẩy, Lucky chỉ kịp thời có một và thôi mà Mantu clear sạch bom sai B của Astralis. Đi xếp trận sau bắn thăng qua lửa, còn Vick có một thì cũng là nằm xuống luôn và Glaive bị đẩy vào tình huống 1v2 clutch. Glaive tay không phải là quá to và chắc chắn là Glaive sẽ nằm chiến thắng gọi tên đội hình của OG Esports. Khi mà với một kịch bản lượt thi đấu quan sát rất căng thẳng, chúng ta đã tưởng rằng trận đấu có thể trở nên hấp dẫn hơn nhưng không.